Hello các bạn, trên tay mình đây là một hộp sản phẩm mới đến từ nhà C3 Pro. Hộp sản phẩm này là gì? Đó là hộp sạc cho mic Wireless Go 1 và Wireless Go 2. Nhưng nó còn có thể sạc được cho các loại Wireless Go khác hay không thì cùng mình đi tìm hiểu nhé. Vỏ hộp được thiết kế làm bằng nhựa này, đấy, những cái vân này, để khi các bạn cầm lên các bạn không bị trơn tuột, chúng ta tuột khỏi tay. Cái thiết kế hộp khá là chắc chắn, cầm rất là sướng tay, và mình rất thích cái thiết kế vuông góc của nó. Bởi vì sao? Nó giúp cho bạn kiểu có thể là để được những cái nơi mà nó gọn gàng, hay là kiểu cầm nó chắc chắn cái tay của mình. Về cái phần thời lượng pin này, thời lượng pin của nó thì nó sẽ cho là 3400mAh trên 12.8kWh. Đó, sản phẩm này thì sản xuất tại Trung Quốc nhé. Thì phía bên trong nó là gì? À, cùng xem nhé. Đây là một cái dây sạc. Thì dây này nó cổng Type-C to Type-C nhé. Đây là một cái dây mà cổng Type-C to USB-C. Vì sao nhà sản xuất ra hai dây cho chúng ta? Bởi vì là ví dụ như các bạn sạc với cái máy tính chẳng hạn, cái máy tính nào nó không có cổng C, nó chỉ có cổng USB ra Type-C, thì chúng ta có thể dùng cổng USB này. Còn nếu mà máy nào mà ví dụ như máy Mac chẳng hạn có hai đầu Type-C rồi, thì chúng ta có thể dùng cái các Type-C luôn, rất là tiện. Có một cái dây hướng dẫn này, nó ghi là sẽ sạc cho được cả wireless mic, nhưng mà sẽ không được sạc cái phần RX, chỉ là sạc được cái phần TX thôi. Thì lát mình sẽ test cho các bạn. Đây, phía bên trong hộp này. Đây, các bạn thể thấy phía trên này đang là những cái dòng mic Rode từ những cái đời cũ cho đến đời mới này. Đây, ví dụ như là đời Go 2 nó sản xuất được khá lâu rồi nhưng mà mọi người vẫn rất là ưa chuộng. Còn cái wireless mic thì nó cũng mới ra mắt thôi. Còn dòng mới nhất thì sao? Wireless Pro. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau test thử để xem là cái nào sẽ sạc được cho cái hộp sạc này nhé. Ok. Thì trước tiên mình sẽ bỏ sạc ra. Một là Rode Wireless Go 2, đúng không? Thì chúng ta cắm vào phần TX này. Đúng phần TX nha. Cắm vào vàng. Wireless Go 2 cục RX. Bây chúng ta cắm vào cục RX nha. RX ở bên này thì chúng ta phải xoay ngược. Đấy, các bạn cắm đúng nha. Đó, thì các bạn thấy đèn xanh không? Đó, thấy đèn xanh nháy không? Và màn hình này hiển thị này. Đấy, nó hiển thị là đang sạc này. Thì chiếc hộp sạc này có thể sử dụng được cho Wireless Go 2, Wireless Go 1 luôn các bạn nhé. Đây, test thử Wireless Mi này. Thì ở phần này nó ghi là sạc cho Wireless Mi. Thì các bạn thấy không, nó sẽ có một cái phần mà không được sạc vào cái phần RX. Bởi vì sao? Các bạn nhìn nhau Wireless Mi này và Wireless Go, các bạn thấy nó lệch nhau không? Thấy lệch nhau khá nhiều không? Đây là cái phần cắm nó sẽ khác nhau. Đây, để mình cắm thử nha. TX này. Rồi, được nha. Cắm thử RX nha. Không được, mình không được. Bởi vì sao? Là cái phần này thiết kế của cái phần RX và cái phần cổng sạc Type-C nó khác nhau hoàn toàn, nên chúng ta phải cắm sang cục TX. Đấy, các bạn thấy đèn nháy xanh chưa? Đó, khi nào cắm vào đèn nháy xanh thì nó mới chạy nhá. Ok, thế là Wireless Mi dùng được nha. Đấy, cho những bạn nào mà kiểu mua Wireless Mi mà không có hộp sạc thì có thể mua em này luôn. Còn đây Wireless Pro, Wireless Pro dòng mới nhất. Đây, chúng ta thử nhá. Đây là phần RX này. Cắm thử RX nha. Cắm RX. Đây, xem có nhận không nào. Thử bật sạc lên nào. Không thấy nhận. Cắm thử TX này. Không được. Bởi vì sao? Khi bạn thấy phần này không? Cái phần này này, nó gắn mic lava vào nhưng nó sẽ bị cao hơn so với những cái mic khác. Các bạn có thể thấy nha, ở cái phần khung này này, cái này nó bị trồi lên. Còn cái cục của Mi hoặc là cái cục của đâu, xem nào, cục của Wireless Go thì nó lại không có, nên nó sẽ sạc được. Còn Pro thì lại sao không sạc được? Xem, nó sẽ có phần lồi lên này, cái chỗ này để gắn mic lava mà nó bị lồi lên như này rồi thì rất khó để có thể sử dụng hộp sạc này, nên Wireless Pro sẽ không sử dụng được các bạn nhé. Các bạn nhớ cân nhắc và nhớ chú ý kỹ khi mua hộp sạc này. Còn bây giờ sẽ đến phần pin. Đây, chúng ta sẽ test thử ba loại cùng lúc đây. Ok. Đây, mình tháo con Pro ra đã. Cắm vào cũng không nhận. Mình cắm thử Wireless Go 2 mà. Rồi, nhận rồi. Đấy, ba cái cùng nháy xanh này, hiển thị đèn này. Các bạn nhìn thấy phần này không? Nó hiển thị là 3 này, 1, 2, 3. Pin nó sẽ có từ 25, 50, 70, 100. Đấy là thông số hiển thị. Và ở đây nó ghi là double click để tắt cả nguồn của mic và hộp sạc luôn. Thì các bạn nhìn nha, mình tắt này. Đấy, tự động mic cũng sẽ tắt luôn. Bật lên này.
Đấy, mic nhảy xanh này, đang sạc này. Đó. Bình thường ấy là các loại dòng hộp sạc khác các bạn cắm vào thì nó sẽ tự sạc, nhưng mà thường phải nhấn giữ rất là lâu để mà tắt đi. Nhưng mà cái đây là một cái điểm cộng của cái hộp sạc này. Đây, thấy không? Đấy. Tắt luôn. Bật lên. Hiển thị đây. Đó, nhấn một lần thôi. Đó, lên rồi. Thấy không? Nó sẽ ghi là 1, 2, 3. Đấy, nó sẽ ghi là đang sạc cho con nào. Đang sạc cho cả ba con hiển thị này. Bây mình thử giúp con này ra nhá. Mất luôn. Mất đỏ luôn này. Mất đỏ luôn. Cắm vào lại hiện. Tắt đi. Hai lần. Mất. Đó, thế thôi. Thế là... ngoài ra nhá, khi các bạn để ba chiếc mic vào đây đúng không? Thì chúng ta cũng có thể để thêm mic lava ở trên này thôi. Đây, để mình để mic lava cho các bạn. Các bạn thấy không? Đây là một chiếc mic lava này. Đây, chúng ta có thể bỏ gọn vào đây. Rất là tiện đúng không? Dây sạc gì? Cho luôn vào đây. Đóng hộp vào. Đó, tiện, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Phần đằng sau đúng không? Đây là cổng cắm tai xì của nó này. Ví dụ hộp sạc hết pin. Nhưng mà nó thật là để mà hết pin chắc phải quay cả ngày mất. Chứ bình thường nó không bao giờ hết pin các bạn. Đấy, mình test khá là nhiều. Thì đây các bạn thể thấy nhá. Cắm sạc vào đây. Cổng tai xì nhá. Cổng tai xì cho nguồn điện rất là tốt. Tút dạo rất là dễ dàng. Đó. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và nhớ like, subscribe kênh Yêu Công Nghệ nhé. Địa chỉ mua hàng bên mình và page của bên mình đây, icamera.vn, và số điện thoại là 0919699983. Xin chào và hẹn gặp lại.